Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh YouTube của Nhạc cụ Đàn Hương. Hôm nay mình xin giới thiệu và cũng thông báo với mọi người là hiện giờ bên Nhạc cụ Đàn Hương có rất nhiều lô đàn hương, đàn xịn để cho mọi người mua. Thì đây cũng là một trong những cây đàn gỗ hương của mình đây. Đây là đàn giá 1.290.000. Bên mình đang có rất nhiều. Hôm nay mình xin giao lưu với mọi người một ca khúc tên là Non Nước Hữu Tình. Mình xin thể hiện bằng cây đàn nguyệt này, đàn nguyệt gỗ hương. Đàn này âm thanh cũng khá là hay mọi người ạ, tiếng cũng khá được. Mình xin lấy thêm một cây nữa cho mọi người cùng nghe. Hôm nay giao lưu với mọi người một tí. Xin cảm ơn mọi người đã xem video của Nhạc cụ Đàn Hương. Nếu mọi người thấy hay thì xin mọi người hãy đăng ký kênh, like hoặc là chia sẻ cho mọi người cùng nghe và cùng tham khảo, để cho Nhạc cụ Đàn Hương có thêm động lực để giao lưu với mọi người và test sản phẩm mới để phục vụ mọi người. Vâng, xin chào mọi người.